Anh ăn thử đi. À, Ăn thử là nhân đi. gì vậy? Anh ăn thử đi. Anh thấy sao? Thì Đúng, là hả? là nhân thì là đó. Có ngon không? Tôi thích ăn sủi cảo nhân thì Ờ, là nhất vậy hả? đó. Tôi thích ăn sủi cảo nhân thì là. Anh Ngon quá coi, đi. nhìn sủi cảo anh ấy làm là biết con người của anh ấy rồi. Đúng không? Là người rất tốt bụng. Phải rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Vậy Út chị Út của em ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngồi đây làm gì vậy? Hả? Ngồi chờ anh đó. Chờ anh? Anh đi đâu về vậy? Đi tâm sự với Ngô Giai Ni sao? Còn cùng nhau ngồi ăn sủi cảo nữa chứ. Em theo dõi anh sao? Trương Lượng Trung, em không phải là con ngốc. Cứ 2-3 ngày thì anh lại đến phòng khám. Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi? Con cái cũng đã học cấp 3. Em mới vừa sinh em bé thì anh đã làm như vậy rồi sao? Em đang nghĩ cái gì vậy Tina? Anh và Jenny á, anh và Jenny á không có chuyện gì hết đó. Phải, đúng là dạo này anh thường xuyên tới chỗ của cô ấy. Nhưng không phải vậy em sao chứ? Hả? Suốt ngày đem cả đám người đó tới nhà của mình, hả, làm nhà cửa ồn ào. Còn những người bà con thân thích của em gì đó, suốt ngày ở nhà làm anh sắp điên lên. Anh không muốn ở nhà nữa, hả? Anh đi ra ngoài cho thoải mái, hả? Coi như không thấy không nghe cái gì hết, vậy chưa được sao? Vậy sao anh gọi em là Jenny? Chẳng qua chỉ là lỡ miệng thôi mà. Tâm lý học chứng minh, trên thế gian này không có chuyện gì là lỡ miệng. Trong lòng của anh đang nghĩ gì thì miệng anh sẽ nói ra điều đó, anh có biết không vậy? Em nói như vậy có nghĩa là em khẳng định anh là người làm sai rồi, có phải vậy không? Thật ra thì em cũng tin anh và chị Jenny không có gì cả. Nhưng mà Trương Lượng Trung à, miệng đời đáng sợ lắm, anh có hiểu hay không? Tính tình của Kim Chí Minh đó, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đã cháy rừng. Lỡ như anh ta đi đâu đó nghe được tin đồn gì, tới khi đó anh ta sẽ làm chuyện gì em cũng không dám nghĩ tới nữa. Lúc đó anh hối hận cũng quá muộn rồi. Tina, vậy đêm nay anh đứng ở đây thề đọc với em một câu nha. Nếu Trương Lượng Trung và Ngô Giai Ni có tư tình nam nữ gì đó, anh ra ngoài bị xe đụng chết, anh nói cho em biết, anh bị trời đánh chết cũng được đó. Công ty anh phá sản, anh đi làm ăn mày, anh không về nhà được nữa. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh thề độc để làm cái gì hả? Anh tự cẩn thận chút đi. Đang Tết mà em cũng không ở lại, không nghỉ ngơi sao hả? Em vẫn còn chút việc chưa làm xong. Hơn nữa em đã đặt phòng khách sạn rồi. Khoan đã, Văn Khiết à. Bộ em tính tiếp tục sống ở Trịnh Châu như vậy hay sao? Không phải, tại vì doanh thu bên phía Trịnh Châu đã tăng lên rồi. Sau cái Tết này em sẽ trở về Bắc Kinh. Em sẽ thuê một căn nhà nhỏ để ở, nhằm một phòng thôi cũng được. Còn chuyện gì không? Không. Em hỏi anh còn gì không? Nếu không thì em đi đó. Có chứ. Em nhìn coi, ở đây thì để trống trải cả căn hộ lớn như vậy, con gái lại không có ở nhà, đúng không? Cho dù bây giờ chúng ta đang có chuyện thật, sao ta đang có mâu thuẫn thì em vẫn có thể ở trong nhà mà, đúng không? Em ở phòng lớn, anh ở phòng nhỏ, hoặc là em ở phòng đó đó, anh ở phòng lớn cũng được mà. Em cần phải dọn ra ngoài làm gì? Em cảm thấy khó chịu. Hả? Sao em cảm thấy khó chịu? Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà ở chung một nhà nên em thấy khó chịu. Em nói như vậy anh cảm thấy không hiểu ý em cho lắm.
Người ta đã ly hôn nhau mới không ở chung một nhà, bây giờ chúng ta chỉ ly thân thôi mà. Chẳng lẽ có thể ly thân trong nhà sao lại phải dọn ra ngoài? Bây giờ trời tối khuya lạnh lẽo như vậy, em ra ngoài làm gì? Em đã nói rồi, em cảm thấy khó chịu. Nếu như chúng ta ly hôn rồi thì được, lúc đó chúng ta có quyền sử dụng căn nhà này như nhau. Bây giờ tạm thời chúng ta chưa bán được nhà, cho nên em có thể danh chánh ngôn thuận cùng anh ở chung căn nhà này. Bây giờ em làm như vậy giống y như thời còn nhỏ chúng ta chơi trò chơi chia tay với nhau vậy. Nếu mà em vẫn chưa dọn hết tất cả mọi thứ ra ngoài thì tuyệt đối không được. Nói chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Anh cũng đã nhận lỗi, chuyện này được không nói nữa ha, được chưa? Vậy bây giờ ý của em chính là, anh hỏi em nha, nếu như hai chúng ta ly hôn rồi á, đúng không, chúng ta là trai chưa vợ gái chưa chồng thì ở chung một nhà có làm sao đâu chứ? Đúng đó, làm vậy rất tốt, em chấp nhận được, vì mối quan hệ của chúng ta là trong sạch. À, vậy thì bây giờ mối quan hệ của chúng ta là không trong sạch sao? Phải rồi, chúng ta đã tính sẽ ly hôn, tại sao còn sống chung với nhau nữa? Vậy anh hỏi em, nếu chúng ta ly hôn, em sẽ nói sao với đâu đó đây? Em chịu nói không? Không nói. Em sẽ nói với đâu đó chúng ta chưa ly hôn. Đúng. Sau đó chúng ta sống chung trong căn nhà này. Không được sao? Tại sao phải nói cho nó biết? Vậy có nghĩa là chỉ có chúng ta biết chúng ta ly hôn mà thôi, rồi cả thế giới đó không thể biết chuyện này được, coi như không có chuyện gì xảy ra. Có phải vậy không? Phải đó. Vậy chúng ta định, em định giấu đó tới bao nhiêu tuổi? 30, 50, hay là đại học? Em có nghĩ tới chi vậy? Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Lần trước em đã nói với anh rồi, chờ khi đó lên đại học, chờ khi nó có thể chấp nhận được chuyện này, em sẽ tự nói với nó. Tóm lại bây giờ chúng ta chia tay nhau trước đi ha. Phải đó, ý em phải vì vậy em không muốn tiếp tục sống với anh nữa. À, tại sao anh lại muốn nói với đó chứ? Không phải đã nói rồi sao? Em muốn chờ nó lên đại học. À, chờ nó học xong đại học đã. À, cũng được. Vậy thì nói vậy, nếu như bây giờ anh ly hôn với em thì em sẽ ở lại đây đúng không? Được rồi, em chờ anh lát nghe được không? Làm vậy là sao? Không phải em kêu anh ký đơn ly hôn sao? Anh muốn em ở trong căn nhà đừng ra ngoài nữa, em ở lại đây đi. Anh ký tên rồi nè. Vậy anh đẩy vali của em vào nha. Anh đừng đụng vali của em. Hả? Anh đừng đụng vào nó. Được rồi, cảm ơn anh đã khiến em ra đi mà không có chút cảm giác tội lỗi nào. Được rồi, sau khi ăn Tết xong sẽ hoàn thành thủ tục luôn, được không? Em ở phòng lớn, anh ở phòng nhỏ. Được. Chỉ cần em đừng ra khỏi nhà, đừng đi ra ngoài ở, sớm muộn anh cũng cưới em lại thôi. Nghĩ gì? Tại sao vậy chứ? Khó giải thích lắm. Có phải là vì chuyện của tôi không? Hay là vì chuyện của công ty? Hay là gia đình của anh đã xảy ra vấn đề gì? Có đúng vậy không? Giang Khiết và anh đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi cảm thấy vấn đề gì cũng có thể giải quyết, không có chuyện gì là không giải quyết được cả. Anh, vấn đề của anh, con người của anh,
lúc nào cũng nghĩ giải quyết được hết mọi chuyện, nhưng mà cuối cùng không thể giải quyết được chuyện gì cả, cái gì cũng lỡ dở. Đúng là làm cái gì cũng hư bột hư đường. Vậy tại sao anh lại xin nghỉ việc? Tại sao lại bất ngờ như vậy? Tóm lại là phải đi thôi. Trần Khiết à, anh thật xin lỗi em. Trong lúc anh khó khăn nhất em đã giúp anh. Thật ra lúc đó em biết rõ, ngoài chuyện muốn giúp anh ra, em còn có một dụng ý khác nữa, đó là em muốn được bù đắp vì đã bỏ rơi. Anh thật là cảm thấy lúc trước có lỗi với anh. Nhưng mà thật ra em đừng nghĩ vậy. Lúc trước anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà tại vì anh cần có tiền, anh cần có công việc. Nhưng mà em đừng nghĩ như vậy thật đó. Chuyện tình cảm không ai nợ ai cả. Bây giờ em cũng thấy đó, khó khăn lắm công việc mới vào quỹ đạo, anh lại vụ áo ra đi như vậy. Xem ra rõ ràng nguyên nhân là bởi vì tôi. Là tôi đã khiến cho anh và Giang Khiết nảy sinh mâu thuẫn, có đúng không? Đặc biệt là hôm đó ở khách sạn Tư Quý. Nếu như thật sự chúng ta có chuyện gì đó thì tôi xin lỗi. Nếu được thì tôi có thể giải thích với cô ấy. Tôi chỉ coi anh là một người bạn thân thiết mà thôi. Bây giờ với cô ấy đang cần thêm chút thời gian, với lại cần thêm thái độ thật rõ ràng. Có lẽ bây giờ anh rời công ty chính là lời giải thích tốt nhất đối với cô. Cũng có thể lúc trước anh quyết định tới công ty chính là một sai lầm. Anh không phải nói em đâu, anh đang nói anh đó. Bởi vì hôm đó anh nghĩ dù sao thì tình cảm giữa anh với em cũng phai nhạt rồi. Chắc là có thể đối diện với nhau, nhưng mà chuyện quá khứ của chúng ta lại không thể dễ quên, muốn xóa cũng không được. Nó vẫn mãi còn đó. Muốn Giang Khiết chấp nhận những thứ này thật không dễ, hơn nữa còn gây ra nhiều hiểu lầm. Cho nên anh thật sự đã làm mọi chuyện rối tung lên hết. Bây giờ anh cũng không biết làm sao, anh chỉ biết giải quyết chuyện hiện tại mà thôi. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều. Thật đó, thật sự anh... Vậy anh có từng nghĩ nếu như anh nghỉ việc rồi, càng khiến cho Giang Khiết nghi ngờ hơn, cổ nghĩ anh đang giấu gì đó? Cũng có thể lắm, nhưng mà anh không nghĩ nhiều quá. Bây giờ anh cần phải làm một chuyện, anh cần phải dùng hết mọi khả năng của mình để níu kéo cô ấy trở lại với anh. Vậy sau khi anh nghỉ việc rồi, anh có nghĩ tới thu nhập của anh hay không? Thì tới đâu hay tới đó, cũng chưa tới mức bế tắc quá mà. Công việc mất đi còn kiếm được, nhưng mà lỡ như mất vợ rồi thì sao đây? Tụi anh còn có con nữa. Anh đúng là người chồng tốt. Rồi sẽ có ngày Giang Khiết hiểu được trái tim anh. Anh nhìn tôi đi, lúc trước tôi bỏ anh đi, sau đó cứ gặp phải những người không đâu vào đâu. Tôi đúng là bạc phận. Em cứ khen anh hoài. Anh cũng từng nghĩ, thật đó, anh từng nghĩ là nếu như mà lúc đó chúng ta cũng chia tay thì chắc cũng sẽ không cưới nhau và sinh con rồi sống tới bây giờ đâu. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hai chúng ta không cùng chung chí hướng. Thật đó, em coi đi, tính tình Giang Khiết rất mạnh mẽ, còn em mạnh mẽ hơn cô ấy gấp 10 lần. Anh làm sao chịu nổi em chứ, đúng không? Không thể nào đâu. Nói cũng đúng, tính tình của hai chúng ta khác nhau quá. Vì anh thuộc dạng thú cưng trong nhà. Hả? Thuộc dạng thú cưng đó. Anh thuộc dạng thú cưng hả? Đúng vậy. Em giỡn hả? Anh cứ cảm thấy anh thuộc dạng người thông minh cường tráng á. Anh thú cưng, vậy còn em thuộc dạng người gì? Tôi là người khát vọng trở thành kẻ chinh phục các thú cưng, cho nên trời định là tôi phải cô đơn. Được rồi, vậy thì hợp tác vui vẻ, chia tay hòa bình. Chúng ta mãi mãi là bạn bè tốt. Anh là người bạn tâm giao của tôi. Trời ơi, kéo tôi về sống mới làm gì nhiều cho quá. Tôi uống thêm chút nữa đi mà. Khoát ra. Ôi trời ơi, anh đâu cần làm vậy chứ, mấy bước mà cũng phải đưa tôi về. Hay là chúng ta uống thêm nữa đi ha. Thôi được rồi, về nhà còn uống cái gì nữa. Uống thêm nữa đi mà. Nằm xuống đi. Dù sao bây giờ này, tôi cũng là một người tự do rồi. Tôi có nằm thể uống đi. Nhiều tùy tôi. Anh coi anh kìa. Đã ly hôn rồi, còn từ chức nữa. Anh muốn làm cái gì vậy? Hả? Rất tốt, được tự do. Nè, tôi nói anh nghe. Tại sao tôi từ chức? Bởi vì
chứng tỏ quyết tâm của tôi. Tức là tôi với Trần Khiết đã vạch trần ranh giới rõ ràng. Để cho dân Khiết cảm thấy sao tên của hai người họ giống nhau vậy, cả hai đều tên Khiết. Vạch rõ ràng ranh giới với cổ, đúng không? Khôi phục lại lòng tin với tôi. Ly hôn, vấn đề này lớn lắm, anh ngồi đi. Nghe tôi nói vấn đề ly hôn này vô cùng quan trọng. Tôi phải ly hôn. Biết tại sao tôi phải ly hôn không? Tôi mà ly hôn rồi á. Đúng không? Tại sao anh có biết không? Tại sao vậy? Tôi đã suy nghĩ như thế nào vậy? Chỉ cần tôi ly hôn rồi, tôi mà ly hôn với cổ, bây giờ chúng tôi chẳng đã ly hôn rồi sao? Ly hôn chưa? Ký rồi. Tôi độc thân ha, cổ cũng độc thân. Tôi danh chính ngôn thuận theo đuổi lại cổ thì sẽ được thôi. Tôi không ký cô ấy cứ đòi ly hôn hoài. Ly hôn rồi thì có thể yêu lại từ đầu, có phải không? Anh hiểu không? Logic này anh hiểu chứ? Ly hôn rồi khác xa đó. Đáng lẽ thì anh còn có thể thừa cơ thừa cơ hội níu kéo cô ấy trở về. Không phải, bây giờ anh đã ly hôn với cổ rồi. Không phải, cổ có thể đi hả? Bất cứ nói lúc nghe, nào anh đó. Không hiểu đâu. Lỡ như cổ thích ai thì làm sao? Trời ơi, sao được? Anh không thể hiểu đâu, tôi nói anh nghe. Là như vậy, Trương Lượng Trung à. Anh hiểu rõ Văn Khiết hay tôi hiểu rõ Văn Khiết đây? Tôi hiểu, anh nhớ đi. Lúc trước khi chúng tôi yêu nhau, anh là người chứng kiến mà. Cổ cứ đòi chia tay hoài à. Anh biết hay chúng tôi đó. Chia tay mấy lần, 6 lần đó. Nhưng mà chúng tôi mà chia tay sạch sẽ. Cô ấy đem tất cả đồ trong nhà của chúng tôi đem ra ngoài hết, kiên quyết không để tôi vào. Tôi theo đuổi cổ thì cổ càng yêu tôi hơn. Càng chia tay. Ly, cô ấy thích ly hôn. Nếu anh không đồng ý với cô ấy thì cũng sẽ giống như chia tay. Cổ sẽ không có vui, cô ấy lại chờ đợi theo đuổi lại. Tại sao vậy? Vì cô ấy sẽ không đi. Bây giờ xa nhất là đi tới Trịnh Châu. Với tính của cô ấy như vậy, cô ấy thật sự quyết tâm muốn ly hôn với tôi thì sẽ tới Trịnh Châu sao? Cổ chạy qua bên Châu Mỹ lâu rồi, đi tìm đó lâu rồi, cho nên tôi mới nói ở chung một nhà sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh nói cũng phải, tôi thấy cũng có lý. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy hơi mạo hiểm một chút. Anh yên tâm đi, cô ấy thích được như vậy. Anh mau vô nhà đi, hai chúng ta tiếp tục uống. Được rồi. Anh cần tôi giúp việc gì, ra tiền hay là ra sức đây? Là Luận Trung mà, anh không cần giúp tôi tiền. Còn về góp sức thì coi tình hình. Chỉ cần anh đừng cho ý kiến bậy bạ là không thành vấn đề rồi, hiểu chưa? Bậy cái đầu của anh đó. Thôi tôi về nha. Anh đi ngủ đi. Anh tôi phải khóa cửa. Không. Phải khóa cửa mà. Được rồi. Không cần khóa giùm anh đâu. Anh khóa giùm tôi nha. Được rồi, đi nha, được rồi. Tôi đi khóa cửa, Ăn cơm đi. Không còn đủ tiền sinh hoạt, ăn đỡ mì gói nha. Tại anh làm biếng, tới ngày anh lo cơm trưa thì lại cho tôi ăn món này. Chờ chút nha. Cô nói làm sao đi? Ứng dụng IBB của mình mới lên mạng được một tuần thì lượt theo dõi đã tụt không phanh rồi. Giờ ăn cơm này có cào nhào nữa có được không? Anh cũng đừng có quá kiêu ngạo như vậy chứ. Ứng dụng của anh tung lên mạng giờ được một tuần, bây giờ đã có 20.000 tài khoản sử dụng rồi. Vậy cũng được lắm rồi. Thời đại internet cái gì cũng biến quá nhanh lắm đó. Phần mềm của tôi cũng đâu thể chỉ xem thành tích nhất thời chứ. Tôi cần phải không ngừng bổ sung nội dung phần mềm, tiến hành nâng cấp. Những thứ này rất cần có vốn theo dõi ủng hộ. Cần có nguồn vốn theo dõi hả? Để chị giải quyết giúp cậu nha. Thật hả? Mấy đứa đoán coi, tính tới trước 12 giờ trưa hôm nay, người dùng trên mạng của chúng ta là mấy ngàn? 50. Một trăm năm mươi. Chị Văn Khiết, đừng chọc tụi em nữa được không? Nói tụi em biết đi. Tính tới trước 12 giờ trưa hôm nay, người dùng trên mạng của chúng ta tổng cộng là 500.000. 500.000. Tôi đúng là một thiên tài. Chúng ta vừa mới làm thử thôi mà doanh số đã lên tới 500.000 rồi sao? Trời, tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho hai người. Tôi cảm thấy hai người rất tài giỏi. Đội ngũ của chúng ta quá tài giỏi. Và tổng công ty đã nhìn thấy doanh số vượt trội của chúng ta, vì vậy đã cho chúng ta tiến hành khuếch đại quy mô, thêm tiền, thêm người. Còn nữa, chúc mừng cậu nha. Tổng công ty chính thức thăng chức cậu thành giám đốc điều hành trực tuyến của chi nhánh ở Trịnh Châu. Khoan nóng lòng đã cô gái, cô là phó giám đốc đó. Phó giám đốc? Chờ giám đốc. Được rồi, đừng có ăn mì gói nữa. Đi ăn phở thịt bò Hà Nam đi. 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 Phim được chiếu của nhân tại tvhay.org. Tóm lại là tôi đã báo cáo tình hình ở Trịnh Châu với cô rồi. Cơ bản là như vậy đó. Từ hôm qua tới nay, tất cả bạn bè của tôi đã bị phim hoạt hình của các cô làm cho điên đảo luôn rồi. Ngay cả cô giáo của con trai tôi cũng chia sẻ nó. Thật đó.
Đội ngũ của cô đúng là làm rất tốt mọi chuyện. À nè, tôi thực sự không ngờ các cô đã làm cho sản phẩm tưởng như hết thời của công ty chúng ta lại gây sóng gió trên thương trường một lần nữa. Thật ra lần này tôi thật sự không có công cán gì. Công lao chủ yếu là của Mumi và Bonjo. Hai người họ đúng là có quá nhiều sáng kiến, đúng là tuổi trẻ tài cao. Cô quá khiêm tốn rồi, cô là lãnh đạo mà, còn cống hiến hình tượng của mình. Thật đó, nếu là tôi chưa chắc là tôi sẽ làm được. Nếu là trước đây thì tôi không làm được. Nhưng có lẽ lần này không giống như trước. Tôi cũng từng nghĩ thật ra tôi đã tệ quá rồi, đã ở tận cùng của cuộc sống, không thể còn xui hơn được nữa. Tôi còn nghĩ ngày mai tôi có tồi tệ hơn nữa hay không? Tôi nghĩ chắc không đâu, thôi cứ như vậy đi, cũng giống như trò chơi bắt quái vật vậy đó. Chỉ khi nào cô bắt được yêu quái thì mới có thể vượt qua dòng này. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Tôi cũng nói thật luôn. Sau khi tôi coi xong nhân vật của cô thì mới thật sự cảm nhận được sự khó khăn của cô. Để làm, chúng ta có ai mà không khó khăn chứ? Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn rồi. Có lẽ do tính tình của chúng ta quá mạnh mẽ, cũng quá giỏi giang. Đó cũng không phải là một chuyện đúng, tốt. Không tốt chút nào. Tôi thì cũng vì chuyện này mà phải ly hôn. Ly hôn rồi sao? Thật ra trước giờ tôi chưa từng nói với ai về chuyện này hết. Ngay lúc ông xã tôi đi nước ngoài không lâu thì anh ấy đã đề nghị muốn ly hôn. Anh nói cuối cùng thì anh ấy đã tìm được một cuộc sống thật hạnh phúc mà anh muốn. Trong lòng tôi cảm thấy bấy lâu nay tôi đã quá hời hợt với hai cha con họ. Cho nên cuối cùng tôi đã lựa chọn chia tay. Thật ra thì chúng ta hết lòng với công việc như vậy chỉ vì muốn cho cuộc sống người chúng ta yêu được tốt hơn. Nhưng mà kết quả chỉ khiến cho họ càng xa cách chúng ta hơn mà thôi. Không sao hết. Nỗ lực vẫn cứ nỗ lực, thời gian sẽ trả lời tất cả. À, xin chào quý khách. À, để hoan nghênh em trở về với mấy nhà trọ ấm áp, đúng không? Anh đã đặc biệt vì em à trang trí tất cả hoa tươi ở xung quanh và còn buổi tiệc chào mừng. Đi, chúng ta đi ăn chung. Khoan đã Phương Duyên. Anh cảm thấy với quan hệ bây giờ của chúng ta, anh làm thành như vậy sau đó chúng ta ngồi chung ăn cơm có thích hợp không? Thích hợp? Sao lại không thích hợp chứ? À, anh không phải mời em ăn đâu, mà có tính tiền, có biết chưa? Anh tính tiền hả? Tính, chắc chắn là tính rồi đúng không? Bây giờ chúng ta quan hệ gì? Quan hệ bạn cùng phòng mà. Hả? Anh tính tiền. Vậy thì em có thể ăn rồi. Tới đây, hả? À, này nè, xin chào bạn chung phòng Đồng Văn Khiết vào ở. Nè, mời em ngồi. Nè, em hỏi anh tính tiền thế nào? À, tính tiền gì ha? À, bởi vì bữa cơm ngày hôm nay á, tiêu chuẩn hơi bị cao. Cái này chúng ta sẽ tính là đặc biệt nha. Còn trong tình huống bình thường, buổi sáng 20, buổi tối thì sẽ 8-8-8-8-8-80. Sao bữa tối lại tính tới 80? Ôi, vậy anh tính bữa sáng với em trước coi có mắc không. Buổi sáng một trứng ốp la, một miếng bánh mì, sữa tươi đứt, thêm trái cây tươi, đúng không? Vậy 20 tệ cũng được mà, cộng thêm phí phục vụ nữa. Còn nữa nha, buổi tối tất cả đồ ăn anh đều mua đồ hữu cơ, bao gồm gà, vịt, cá, tôm, anh đều mua hữu cơ hết. Em phải cộng thêm tiền vốn cho anh nữa chứ, thêm chút tiền ga, dầu ăn, gia vị này nọ, cộng thêm là 80 tệ rất hợp lý mà, đúng không? Đúng vậy không? Được, theo ý anh. Được hả? Tốt quá. Còn gì nữa? Em trả trước tiền cơm ngày hôm nay cho anh đi được không? Được. Anh không có thu tiền bạc đâu, dùng WeChat chuyển cho anh đi. Được. Hay là em hãy chuyển luôn tiền bữa sáng ngày mai cho anh đi, vậy tổng cộng là 100 tệ luôn. Em chuyển. Ừ.
À, được rồi, xác nhận đã chuyển, nhận được rồi ha. À, còn gì ta? À, qua thì anh miễn phí ha. Phí phục vụ anh cũng miễn luôn. Rồi. Ăn được chưa? À, được. Cảm ơn. À, khoan. Mấy cây nến này em yên tâm đi, miễn phí. Phương Diên, anh có trẻ con quá không? Anh tưởng chúng ta còn trẻ lắm sao? Sao lại chơi cái trò này chứ? Chúng ta đều rất bận, mỗi ngày đều có rất nhiều việc cần phải làm. Chúng ta đừng uổng phí sức lực vào những điều này nữa được không? Anh không có bận, anh đâu đi làm, anh đã từ chức rồi. Anh từ chức hồi nào vậy? Thì hôm trước. Sao lại không nói với em? Tại sao anh phải nói với em? Anh là người trưởng thành, thanh niên độc thân. À, không phải là trung niên. Anh muốn từ chức thì từ chức, muốn làm việc gì thì làm, chứ tại sao phải báo em biết chứ? Phương Diên, anh đã lớn rồi, tại sao không biết suy nghĩ vậy? Anh nghỉ việc rồi thì đó đó thế nào, anh trả lời đi. Em yên tâm đi, anh đã tính hết rồi ha. Tất nhiên anh sẽ biết tìm một công việc tốt. Anh có thể về nhà mượn mẹ anh chút tiền, cũng có thể chịu được một thời gian không sao. Tại sao anh phải nghỉ việc chứ? Tại sao anh phải nghỉ việc hả? Bởi vì em cứ nghi ngờ anh. Anh muốn làm cho em thấy. Anh muốn thề với em. Từ khi Trần Khiết trở về Bắc Kinh tới nay, tụi anh chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh muốn nghỉ việc bày tỏ quyết tâm của mình. Chỉ khi nào anh nghỉ việc thì anh mới có thể hoàn toàn trong sạch, anh mới có thể theo đuổi em. Chỉ khi nào anh đã ly hôn thì anh mới là người đàn ông độc thân, mới có thể theo đuổi em. Anh từ chức rồi, trong lòng rất thanh thản, mọi việc sẽ dễ dàng. Anh có thể bắt đầu theo đuổi, bắt em về nhà với anh. Anh muốn xóa bỏ tất cả suy nghĩ, những nghi ngờ của em về anh, để em luôn tin tưởng anh. Em không ăn. Ừ? Em không muốn ăn. Anh không trả lại 80 tệ đâu nghe. Được. Sớm muộn anh cũng cưới được em thôi. Anh làm gì vậy? Chào buổi sáng. Anh tới báo với em là bữa sáng xong rồi á. Làm em giật mình đó. Vậy hả? Anh cũng tự mình hết hồn luôn á. Được rồi, ra ăn ha. Anh giải thích đi. Mới sáng sớm anh đã thắp nến, vậy là sao hả? Ăn sáng dưới nến. Nến này anh trả tiền mà, không tính tiền trong tiền ăn sáng đâu. Nè, mời ngồi. Ai à. À phải rồi, hôm nay anh định đi thăm ba mẹ của anh. Em có cần anh đại diện em đem trái cây hoa tươi gì đó không? Được. Được hả? Vậy thì em định mua bao nhiêu tiền?
bao nhiêu cũng được. Khoảng 200 tệ được không? Hay là em chuyển tiền qua WeChat cho anh trước đi, thiếu dư gì anh lo. Ừ, rồi, xác nhận đã nhận. Chị ạ, tan ca nha. Hay là chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa đi. Mấy bữa nữa chúng tôi phải về chi nhánh rồi. À, phải ha. Hai người sắp về rồi, hay như vậy đi. Tối nay hai người tới nhà tôi đi, tôi nấu cho hai người ăn. Tôi cũng phải về trò chuyện qua mạng với con gái tôi, được không? Được đó. Nè, nhưng mà tôi nói trước nha, cứ để tôi nấu cho. Tôi từng đoạt giải cuộc thi nấu ăn đó. Thật sao? Phải, vậy tối nay tôi sẽ cho chị thấy tay nghề của tôi. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà em không đi được rồi. Vì tối nay em đã hứa phải đến thăm bạn của ba mẹ em rồi. Vậy thì cô hẹn lại với họ hôm khác đi. Nhưng mà em đã hứa với họ rồi. Hơn nữa em cũng sắp về nhà, không còn hẹn được ngày khác. Vậy cũng không đi được. Kệ cổ, cổ không đi càng tốt. Cổ ăn nhiều, mất công tối nay cổ dành ăn với chúng ta đó, đúng không? Thôi được rồi, vậy đi. Tối nay lúc đi hát cô nhất định phải tới, được không? Dạ. Vậy hai người ra ngoài trước đi, để tôi làm cho xong công việc đã. Nhớ chờ tôi nha. Dạ được. Không thể nào. Tôi nói chị nghe, hoàn toàn là sự tôi thật không đó. Cần cái của cậu đâu. Chị mau cầm đi, tôi cắt giùm chị rồi mà. Phương Duyên, anh về rồi hả? À. Để em giới thiệu với anh. Hả? Đây là đồng nghiệp của em, Mumi. Dạ, xin chào anh. Cậu ấy giỏi lắm đó nha. Chào cậu, tôi là Phương Duyên, tôi là chồng của. Là chồng trước của chị. Xin chào anh Phương. Thật ngại quá, tôi đang làm cá. Phải, cậu ấy đang làm cá. Có hợp mặt hả? Có cần anh giúp gì không? Không cần, không cần. Hôm nay không cần anh giúp đâu. Mumi đã giành được giải nhì cuộc thi nấu ăn đó. Anh cứ ngồi chờ ăn là được rồi, không tính tiền đâu. Anh ngồi chờ một lát nha. Cậu cẩn thận, coi chừng đứt tay đó biết nha. Biết rồi, không sao đâu chị. Chị Văn Khiết à, lấy tập về quấn giùm tôi đi. Được rồi. Nè, quay qua. Bên đừng này có đụng tay nha. Dạ. Tập về này được chứ? Cũng may là tôi không đủ cao quá. Đủ dài có phải không? Cũng vừa ha. Cuối cùng sau đó anh ta như thế nào? Mỗi khi nhớ tới tôi lại không nhịn được cười luôn đó. Được rồi, sau đó anh đúng ta có rồi. Biết không? Anh ta hả? Tôi không biết anh ta biết không. Tóm lại anh ta không nói ra. Alo, Dương Trung. Chỗ anh có nữ thư ký trẻ trung xinh đẹp chân dài hay là nữ nhân viên nào đẹp hay không? Tóm lại chỉ cần là nữ thì được. Anh lập tức kêu cổ qua nhà tôi. Trời ơi, đừng quan tâm tôi muốn gì. Không phải chuyện đó, không phải tìm bạn gái. Tôi tìm bạn gái làm gì? Yên tâm đi chứ, tôi không làm chuyện bậy đâu. Anh cứ sai tới đây. Tôi nói cho anh biết nghe. Tôi nói nghe, anh cứ giao nhiệm vụ cho cổ. Tôi nói cho anh nghe nha, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn tới điện thoại của anh kêu cổ phải làm những cái thông tin mà tôi muốn. Nhớ nha, lập tức kêu cổ qua đây ngay. Đây, món cuối cùng đã xong rồi, cá chim đen hấp hành. Bị bỏng rồi. Dạ, không sao. Cậu thực sự giỏi không quá sao. Nha. Dạ không sao. Mệt rồi, mệt rồi. Được rồi, nào chúng ta ăn được, được. Chị Văn Khiết à, cầm đũa đi. Anh gọi chuyển phát hả? Không phải chuyển phát, anh mời khách tới. Ý, cậu hấp cái này bao lâu vậy? Cũng không lâu lắm đâu, chị ăn thử đi. Dạ anh Phương. Casey hả? Dạ. Không, Lucy. Lucy, cảm ơn cô nghe. Cô để dép đây. Mời vào. Mọi người. Đây là Đồng Văn Khiết, vợ trước của tôi. Xin chào chị Đồng. Chào cô. Chào còn cô. Đây chính là bạn của cổ, tên là Muji. Mumi. Đồng nghiệp của tôi. Chào anh. Dạ chào cô. Ngồi. Còn đây đây là Casey. Lucy xin chào anh. Không phải, chỉ là bạn thôi. Dạ. Làm giúp tôi chút chuyện kinh doanh thôi. Cơm chưa có tiện không? Tiện chứ. Để tôi lấy đồ ăn nha. Ngồi đi. Dạ cảm ơn. Ngồi đi. Cảm ơn anh Phương. Mời. Đây. Dạ cảm ơn. Đừng cái sáo. Uống chai của tôi đi. À,
À, đây đây, cứ tự nhiên, à, tự nhiên. Vậy tôi xin phép nói trước nha anh Phương. À, thật ra là vậy, chị Giang Khiết à, từ cái nhìn đầu tiên gặp chị ở Trịnh Châu thì tôi đã đặc biệt ngưỡng mộ chị. Chị cũng biết á, qua mấy ngày nữa chúng tôi phải trở về Trịnh Châu rồi. Thật sự tôi không nỡ về. Cạn ly được không? Cậu em đồng nghiệp à, cảm ơn cậu nha. Cậu là người tài giỏi nhất mà tôi từng gặp đó. Ê, chị làm tôi thấy ngại quá. Lát nữa tôi sẽ cùng chị đi karaoke. Không sai không về được không? Được rồi, uống cạn. Cô gì đó, Casey, Lucy, cô cũng nói về câu đi. Thôi được, vậy tôi cũng nói về câu nha. Ngày mai chị đồng đi rồi, vậy tôi mời chị một ly. Chị cứ yên tâm giao anh Phương cho tôi đi. Tôi không có đi. À đúng đúng, cậu không đi là cậu ấy đi. À, à tôi đi, tôi đi. À, thật là ngại quá, tôi nói sai rồi, nói sai rồi. Bị phạt, bị phạt. Uống ít thôi. Này Lucy à, cho tôi coi. Sợi lắc tai Totoro của cô đẹp quá. Cô mua ở đâu vậy? Ê, anh lạc hậu quá. Mua trên mạng thôi mà, anh coi. Ở đâu? Tìm thì thấy. Tìm hả? Ở đây có nhiều đồ second hand lắm đó. Vậy là mua được rồi, dễ vậy sao? Dĩ nhiên là được rồi, muốn cái gì cũng có hết. Tôi rất thích dùng đất linh hồn, lâu đài bay của Pháp Sư Hâu, công chúa sói. Lát nữa anh đưa điện thoại đây, tôi đao giùm anh. Được, lát cô làm giùm tôi nha. Chúng ta ăn cơm trước đi. Phải ăn trước đi, đây chúng ta ly đi. Được, lát nữa nguội không ngon đâu. Tôi chúc cậu, cậu tên là gà mái hay gà trống quên rồi. Mumi. Chúc cho cậu sau khi trở về sẽ gặp nhiều may mắn và thành công nha. Phải. Hợp tác vui vẻ với bông dạ, điêu đó. Chị yên tâm à. Chừng nào nhớ tới tôi thì dạ, tới thăm tôi. Tôi nhất định sẽ thường xuyên tới. Cạn. Vậy còn Casey, uống đi. Lucy chứ. Tôi cũng chúc cô có được, chúc cô mọi việc thuận lợi nha. Dạ, dạ. Được rồi. Ăn cơm. Cậu ấy đã làm món làm món đúng cái rồi, tôi làm đó. Ăn đi. Vậy hả? Đúng vậy, tôi làm mà. Tôi là người rất thích ăn uống, phải. Nè ăn điên đi. Vậy tôi ăn nha. Tôi nói cô nghe, cái này đúng là thật thú vị. Lát nữa tôi sẽ xem lại cho cô coi cái khác nha. Đây nè. Vui không? Được. Nè, chị Giang Khiết à, cũng đã sắp tới giờ rồi. Em nghĩ chắc bao giờ cũng ăn xong rồi. Hay là chúng ta tới karaoke chờ cô ấy đi. Karaoke, tôi thích ca hát lắm đó. Vậy đi chung luôn đi. Được đó, đi được thôi, đó. Thôi, chúng ta đi hát đi. Được đó, bỏ đi thôi. Hay như vậy đi, Mumi Lucy, hai người đi trước đi. Cậu nói với Bon vô một tiếng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, cho nên tôi không đi nữa, được không? Vậy anh cũng không đi, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ. Hai người còn trẻ, cứ đi đi ha. Nhớ giữ lại hóa đơn để tôi thanh toán hết cho. Phải, cổ thanh toán. Vậy chúng tôi đi nha. Đi thôi, nhanh lên. Đi thôi. Đi chơi vui vẻ nha. Được rồi. Cậu không cô lấy xe nè. Chứ em không có xe, em xin lỗi nha. Không sao đâu, nhớ nói với Bon vô nha, nhớ nói với cổ đó. Dù sao Trịnh Châu cũng không xa lắm, rảnh thì ghé chơi nha. Dạ được, chị yên tâm đi. Yên tâm đi ha. Vậy chúng tôi đi trước nha. Tạm biệt. Anh thì nghỉ ngơi sớm nha. Đi chơi vui vẻ nha. Tạm biệt. Ấu trĩ. Nữ trợ lý. Bàn công việc cũng đã thất nghiệp rồi. Công việc ở đâu ra vậy? Anh thất nghiệp thì sao? Thất nghiệp thì đi tìm việc. Anh không thất nghiệp làm sao mà dựng nghiệp? Anh có thể làm kỹ sư internet đó. Cái gì mà Casey Lucy, tên của người ta còn không nhớ rõ mà kêu cổ về nhà? Có lúc cô ấy tên là Casey, cũng có lúc tên là Lucy, em biết không? Ê, được rồi. Bổn quan vào phòng ngủ đây. Anh nói em nghe, cậu gì đó ngưỡng mộ em thì đã sao? Em coi nói đi là đi liền kìa. Vào đi. Giang Khiết, chúc mừng. Lúc nãy tổng bộ vừa mới tuyên bố sẽ bổ nhiệm lại cho cô. Từ khi cô về đây, cả người của tôi nhẹ nhõm hẳn ra, giống như được tiêm thuốc trợ tim vậy đó. Vậy từ nay cô hãy dẫn dắt mọi người làm việc thật tốt. Đối với lần phản kích thành công phục hồi quan chức này của cô, có phát biểu gì không? Làm tôi hết hồn. Không phải, tôi đang nghĩ tòa nhà cao tầng của chúng ta chắc chắn là chữ B trong chữ CBD đó. Cô nói vậy nghĩa là sao? Có nghĩa là khối vàng lớn nhất trong những khối vàng là viên kim cương tỏa sáng nhất đó. Sao tự nhiên lại nói vậy? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc trong một tòa nhà cao lớn như vậy. Và khi làm việc trong tòa nhà cao tầng này, tôi cũng không ngờ có ngày tôi sẽ tới Trịnh Châu xa xôi hẻo lánh.
Và cũng chính ở Trịnh Châu, trong lúc cuộc đời tôi đang chìm xuống vực thẳm. Trong lòng tôi lúc đó không còn điều gì khiến tôi lo lắng sợ hãi nữa, tại vì tôi đã quá tệ rồi, không thể nào tệ hơn được nữa. Cũng chính trong tình huống đó, tôi không còn vướng bận. Không có vướng bận, không thấy lo ngại, không còn biết sợ, nên đã tìm thấy hướng đi của đời mình. Và đã trở về với độ cao mà con người cần phải có. Có câu tục ngữ nói rất đúng, vàng thật luôn phát sáng, nhân tài thì không cản được. Lúc trước chúng ta có những chuyện hiểu lầm nho nhỏ, mong là sau này chúng ta cùng nhau nỗ lực, quên đi quá khứ, hướng tới tương lai. Phim được chiếu trên Minh Tài tvhay.org. Thật ra sau nửa năm vừa trải qua lần công tác này, trải qua những chuyện mà bản thân tôi đã gặp phải. Đúng vậy, tôi cảm thấy chúng ta cần phải biết cách không nhớ quá khứ, không sợ tương lai. Khuyến mãi cho cậu thêm 8 chữ. Được. Tâm bình khí hòa, rộng rãi phước lớn. Cảm ơn.